Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Quốc Huy sẽ trở lại chương trình tin tức bằng phần điểm tin Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị. Kính thưa quý vị, tính đến ngày 29 tháng 8 này thì người tị nạn thứ 10.000 gốc Syria đã được đến Mỹ. Và ngày 29 tháng 8 này đã đạt được chỉ tiêu mà của Tổng thống Barack Obama về việc tái định cư cho 10.000 người tị nạn Syria tại Hoa Kỳ trong năm tài chính này trước thời hạn một tháng. Chương trình tái định cư của Obama đã trở thành đề tài gây tranh cãi trong chiến dịch bầu cử tổng thống sau khi ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố người Syria lọc mối đe dọa an ninh tiềm ẩn với lại Hoa Kỳ và đề xuất một lệnh cấm người Hồi giáo vào nước Mỹ. Thống đốc của hơn 30 tiểu bang tại Hoa Kỳ đã tìm cách ngăn chặn những người tị nạn này đến định cư trong tiểu bang của họ, mặc dù theo các chuyên gia pháp lý, họ không có quyền làm như vậy. Và gần 5 triệu người Syria đã tháo chạy khỏi cuộc chiến trong 5 năm qua, hầu hết phải đối mặt với điều kiện sinh sống khắc nghiệt tại các nước lân cận như Jordan, nơi có gần 660.000 người tị nạn Syria tạm cư. Và tại Mỹ trong năm nay sẽ nhận tổng cộng ít nhất 85 người tị nạn từ các nước khác ngoài Syria, bao gồm cả Myanmar, Cộng hòa Dân chủ Congo, El Salvador, Iraq, Somalia và Ukraine. Khi các nhà lãnh đạo thế giới tề tụ về thành phố New York tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào cuối tháng 9 tới đây, Tổng thống Obama sẽ dẫn đầu một hội nghị thượng đỉnh về khủng hoảng người tị nạn toàn cầu, với hy vọng thúc đẩy viện trợ nhân đạo và tăng gấp đôi cơ hội tái định cư cho người tị nạn. Kính thưa quý vị, là ông Trump đã thách thức bà Hillary hãy trưng giấy chứng nhận sức khỏe của mình. Ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa là ông Trump vào ngày 28 tháng 8 đã thách thức đối thủ của mình bên phía đảng Dân Chủ là bà Clinton hãy đưa ra giấy chứng nhận sức khỏe của bà. Giữa lúc vấn đề sức khỏe của cựu Ngoại trưởng Mỹ đang là tâm điểm chú ý của dư luận trước thêm cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, tôi nghĩ rằng cả hai ứng viên, bà Clinton và tôi, nên đưa ra giấy chứng nhận sức khỏe chi tiết. Tôi thì không có vấn đề gì cả. Hillary còn bà thì sao? Tỷ phú Donald Trump viết trên trang Twitter cá nhân hôm 29 tháng 8. Ông Trump từ lâu đã tô vẽ hình ảnh của bà Clinton như một người yếu ớt, không đủ mạnh khỏe cả về tinh thần và thể lực để đảm đương trọng trách của một tổng thống, mặc dù ứng viên đảng Dân Chủ được xem là một trong những cựu ngoại trưởng có thời gian công du nước ngoài nhiều nhất và cũng là người tham công tiếc việc với lịch trình làm việc dày đặc. Mới đây, thì ông Trump cũng chia sẻ một câu nói đầy mỉa mai trên Twitter, ngụ ý về sự ốm yếu của đối thủ rằng Hillary đang ở đâu? Đang ngủ thôi. Hiện chiến dịch tranh cử của bà Clinton chưa đưa ra bình luận nào về phát ngôn của ông Trump. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin NBC hôm 26 tháng 8, thì Harold Bornstein, bác sĩ riêng của tỷ phú Trump suốt 35 năm qua, nói rằng ông chỉ mất 5 phút để viết bức thư chứng nhận sức khỏe cho ông Trump vào tháng 12 năm ngoái. Mặc dù vậy, ông này vẫn khẳng định sức khỏe của ông ấy rất tốt, đặc biệt là về sức khỏe thần kinh. Trong bức thư, ông Bornstein chỉ viết 4 dòng ghi chú chứng nhận ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa là người khỏe mạnh nhất để bầu chọn làm Tổng thống. Đồng thời khẳng định ông Trump có thể giống người bình thường, những người ngày nào cũng tập thể dục. Tỷ phú Trump và các thành viên trong đảng Cộng hòa gần đây liên tục đưa ra thuyết âm mưu về vấn đề sức khỏe của bà Clinton nhằm khẳng định rằng bà không đủ sức khỏe để lãnh đạo đất nước. Trong khi đó, về phần mình thì ông Trump mới chỉ công bố duy nhất bức thư chứng nhận sức khỏe của bác sĩ Bornstein trong suốt chiến dịch vận động tranh cử. Ông Trump năm nay 70 tuổi và hơn bà Clinton 2 tuổi. Nếu giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới, thì ứng viên đảng Cộng hòa sẽ trở thành tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ. Kính thưa quý vị. Kính thưa quý vị, trong khi đó, Tổng thống Barack Obama đã hối thúc Quốc hội tài trợ để chống lại virus Zika. Tổng thống Hoa Kỳ đã hối thúc các thành viên của đảng Cộng hòa trong Quốc hội là hãy tài trợ cho cuộc chiến chống lại virus Zika trong bài diễn văn hàng tuần vào mỗi thứ Bảy. Hôm nay, Tổng thống Barack Obama nói cách đây 6 tháng, ông đã yêu cầu Quốc hội tài trợ một số tài nguyên khẩn cấp mà các chuyên gia y tế công cần có để đấu tranh chống lại virus Zika. Nhưng yêu cầu đó đã bị Quốc hội khước từ. Tổng thống Hoa Kỳ nói là thay vào đó chúng ta bị buộc phải sử dụng các tài nguyên cần có để tiếp tục đấu tranh chống các chứng bệnh như Ebola, ung thư và các bệnh khác. Thì trong khi đó, ông nói rằng giải pháp đó không vững bền. Và Quốc hội đang trong thời gian nghỉ họp 7 tuần lễ, không làm bất kỳ điều gì để bảo vệ cho người dân Mỹ chống lại virus Zika.
Ông Obama nói là các thành viên đảng Cộng Hòa trong Quốc hội nên coi Zika là một mối đe dọa thực sự và xem đây là ưu tiên hàng đầu khi họ trở về Washington sau ngày lễ lao động. Hôm thứ Sáu, Cơ quan Kiểm soát Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA nới rộng các nguyên tắc hướng dẫn của cơ quan về việc xét nghiệm máu được hiến tặng để tìm virus Zika và nói rằng máu được hiến tặng phải được xét nghiệm trước khi sử dụng. Mỹ đã cảnh báo công dân Hoa Kỳ có nguy cơ khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục cảnh báo công dân Mỹ về mối đe dọa gia tăng từ các nhóm khủng bố trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một văn bản cố vấn du lịch ban hành hôm 29 tháng 8, thì Bộ Ngoại giao cũng thúc giục người Mỹ hãy tránh du hành tới những khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là khu vực gần biên giới Syria. Bộ Ngoại giao cho biết đã mở rộng quy chế tự nguyện rời đi dành cho thân nhân các nhân viên của Đại sứ quán Mỹ tại Ankara và Tổng lãnh sự quán ở Istanbul cho đến ngày 23 tháng 9. Với quy chế này, thì thân nhân của các nhân viên muốn rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ có thể được bay ra khỏi nước này miễn phí. Bộ Ngoại giao Mỹ mở quy chế này sau cuộc đảo chính vào ngày 15 tháng 7 tại Thổ Nhĩ Kỳ và sau các quyết định tiếp theo của chính phủ sở tại ban hành tình trạng khẩn cấp. Các giới chức Bộ Giao cho biết du khách nước ngoài và khách du lịch Mỹ rõ ràng bị nhắm mục tiêu bởi các nhóm khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như các tổ chức khủng bố quốc tế, kính thưa quý vị. Kính thưa quý vị, trong khi đó, tại Los Angeles thì phi trường đã tạm dừng vì tiếng súng. Mọi chuyến bay tại sân bay quốc tế LA tạm ngừng vì có các cuộc gọi thông báo về vụ nổ súng tại khu vực ăn uống ở Terminal số 8. Theo thông tin ban đầu, thì cảnh sát nhận được là các cuộc gọi thông báo về những tiếng súng tại khu vực ăn uống ở cổng số 8, sân bay vào lúc 21 giờ ngày 28 tháng 8, tức giờ địa phương. Thì trang Breaking News cho biết là chưa có nhân chứng về vụ bắn nhau và các nạn nhân, nhưng cảnh sát vẫn đang điều tra. Và rất nhiều cảnh sát và các đơn vị cứu hộ tập trung tại sân bay LAX sau khi nhận được các thông báo về vụ nổ súng và nhiều khu vực tại sân bay đã được sơ tán. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần điểm tin Hoa Kỳ. Chúng tôi xin tạm ngưng chương trình tin tức trong giây lát và sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại. Kính thưa quý vị.